cảnh báo về khẩu nghiệp. Nói lời thiện thì miệng như hoa sen tỏa hương thơm ngát, nói lời ác thì miệng như hố xí phá hơi hôi. Phật nói, nghiệp ác khẩu gây nhiều tội, nhiều lắm ác báo. Đầu tiên là miệng bị hôi. Miệng hôi đa số đều bị, nhưng người ta thường cho rằng miệng hôi là do ruột bao tử bị bệnh. Họ hoàn toàn không biết rằng nguyên nhân thực sự là do khẩu nghiệp tạo ra là do các lỗi xấu về khẩu nghiệp diêu cảm như nói dối nói đâm thọc nói tục nói lời dơ quế ác khẩu vân dân, là những lỗi phần đông dễ phạm tôi bắt đầu giảng kinh năm ba mươi ba tuổi mỗi ngày luôn có một lão cư sĩ đến nghe khi tôi giảng được ba năm thì ông bảo pháp sư bây giờ thầy giảng kinh có công đức rồi tôi hỏi làm sao ông biết? Lão đáp, lúc đầu thầy giảng kinh miệng còn rất hôi, tôi đến nghe mà khó chịu quá trời. Tới giờ đã ba năm, miệng thầy không còn hôi nữa. Điều này chứng tỏ rằng thầy giảng kinh đã có chút công đức. Bản thân tôi không hề biết chuyện đó. Nếu không nhờ ông lão chỉ điểm, ác tôi cũng không phát hiện ra. Cứ tưởng rằng nếu bị bệnh này là do từ nó như thế mà người chung quanh tôi đâu ai lên tiếng chỉ có vị cư sĩ này tuổi ông đã hơn bảy mươi khi nói cho tôi hay trong ông rất thành thật đương nhiên là không hề giọng ngữ vì vậy ngoài việc khế nhập kinh tạc ta cần lưu tâm sửa lỗi tự thân không được bất cẩn giọng ngữ hệ phát ngôn là phải luôn thận trọng không nên dối lừa người ngôn ngữ bồ tát luôn khiến chúng sinh được lợi. Thế Tôn cũng không khai khẩu tùy tiện, nói ra luôn đúng pháp. Vì vậy, chúng ta trong sinh hoạt thường ngày phải luôn nghiêm cẩn tự kiểm. Miền hôi là chứng minh bạn tạo khẩu nghiệp nặng. Đây là tội đứng đầu. Bạn cần giữ khẩu nghiệp, tu khẩu đức, nói năng thận trọng, lời luôn trung thực dịu dàng. Phải biết, nói lời độc gây hại cho mệnh người là từ chiêu ác báo đến với mình. Người nói lời hạ tiền hay bị đàm nhiều, hôi miệng. Người ưa nói châm chích, mỉa mai, rủa xả, thề thốt, ác ngữ, dễ bị đau răng. Hơn nữa thường lỡ miệng, bị diêm khoang miệng và hồng. Người ưa cáo gắt, mở miệng là cào nhào trách móc, là tự tạo ra khổ, bản thân sẽ thường không gặp may và khiến người ưa xa lánh mình không nên hãy phát ngôn là than quán tức giận phải biết bạn than quán thế nào nhất định sẽ bị thế ấy người ưa tranh cãi càng khó có được sự thông cảm của người còn khiến người xin ý kiến trái ngược với mình không tranh biện mới là tốt người tu hành chân chính đức hành cao không nên tranh cãi như thường nhân kẻ ưa cười chê người cuối cùng sẽ bị thua kém người ưa cười nhạo người điều gì thì sẽ bị điều đó người ưa nói lời dồn người vào tuyệt lộ là tự cắt đứt sinh lỗi của mình vì phát ngôn mà không biết chừa lối thoát cho người thì khi bị nàng tai sẽ lâm vào tuyệt lộ vô phương quá dài ưa ừ nói lời khoác lác thì bản thân luôn bị kém năng lực thường hay khoe khoang sẽ chút lấy mất mặt xấu hổ người hay hứa mà không thủ tính là tự phá đức của mình cũng hay gặp cảnh bị người thất tính gạt lừa ưa ừ nói dối thì không được người trọng dụng tín nhiệm trí nhớ dễ bị suy ưa ừ tự cao tự đại kiêu căng ngạo mạn thì sự nghiệp thường không như ý ưa ừ nịnh nọt toan hót dù nhất thời đắc ý nhưng sẽ chiêu hậu quả bị người chung quanh xem rẻ lánh xa có nhiều người hiện đời không phạm tội về khẩu, nhưng hay bị người quỷ bán, du cáo. Là do nghiệp ác đời trước họ đã tạo, nên phải bị lạnh ác quả trong hiện đời. Trích dịch Nguyệt Sang Thiên Hoa, số 89, ngày 1 tháng 8, năm 1986. Về bất thiện ngôn Trên kinh Vô Lượng Thọ có nói, thiện hộ khẩu nghiệp không nói lỗi người khổng tử ngài cũng nói không nói lời phi lễ có một số người đã không y giáo phụng hành cứ thuận theo phiền não của chính mình mà nói không tu khẩu đức không thiện hộ khẩu nghiệp họ sau khi học phật học văn hóa truyền thống không phải dùng để tu sửa bản thân mà dùng để yêu cầu người khác chuyên môn truy tìm tội của người khác thường hay thích cưỡng ép người khác tu hành theo ý của mình khi người khác chống đối thì mắng người là không có thiện căn không có phước báo họ dùng đạo lý phật pháp đạo lý của văn hóa truyền thống mà mắng người đây chính là lạm dụng khiến người khác đối với phật pháp và văn hóa truyền thống sanh ra phản cảm đã đoạn mất đi cơ hội học tập thánh giáo của người ta vốn là thuốc hay mà dùng sai sẽ trở thành thuốc độc rồi sau khi học phật học văn hóa truyền thống bị người khác chỉ trích luôn là vì họ đã không thiện ngôn không tu khẩu đức mà tạo nên Chủng loại của bất thiện ngôn rất nhiều Bao gồm vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu ỷ ngữ đều là bất thiện ngôn Rất dễ tạo khẩu nghiệp Cho nên bạn phải hết sức cẩn thận Người tu học phải bắt đầu hạ công phu Từ khẩu nghiệp Chăm chỉ chỉnh sửa Những cách nói chuyện sai lầm của chính mình như vậy sẽ mau tiến bộ bất thiện hành một số người vừa nói đến đạo lý thì liền nói thao thao bất tuyệt nói rất rõ ràng đâu ra đó nhưng nói được mà không làm được hành vi sai lầm của chính mình không hề có chút thâu liễm tập khí phiền não cũng không hề giảm bớt đây chính là bất thiện hành Bất luận là loại phiền não nào Nếu không ra sức khắc phục Thì đều có tính gây thương tổn Mà trong thấy các loại phiền não Thì ngạo mạn Là phiền phức lớn nhất Khổng tử nói nếu như có tài năng và năng lực Làm việc như chu công Mà vì thế sanh ra kiêu ngạo bủng xỉn thì cũng không đáng được xem trọng rồi Học tập thánh giáo Mà không thể thực hành Không thể làm được Bản thân cảm thấy hổ thẹn còn không kịp Thì có gì đáng kiêu ngạo chứ Cho nên khi thấy người tu học mà kiêu ngạo thì biết được là họ không thật sự học tốt đệ tử phật có bốn giới rất quan trọng đó là không nói xấu lãnh đạo quốc gia không làm giặc quốc gia không trốn thuế không vi phạm pháp luật quốc gia bốn điều này không làm được thì chính là bất thiện hành có người đã hỏi tôi hoạt động nhiễu phật kinh hành trong thành phố có như pháp hay không tôi nói với họ là không như pháp vì sao không như pháp bạn đã vi phạm pháp luật quốc gia rồi thì không như pháp rồi pháp luật của quốc gia đã quy định rõ ràng ngoài những nơi tổ chức hoạt động tôn giáo ra không được thực hiện các hoạt động tôn giáo mang tính tập thể bạn còn tổ chức hoạt động kinh hành đi nhiễu phật rầm rộ khắp thành phố đây chính là vi phạm pháp luật rồi vì sao lại phải chống đối là chính phủ chống đối là chính phủ là đại bất kính rồi cho nên hy vọng chưa dị đồng học những hoạt động phật sự Nhất định phải tuân theo pháp luật của quốc gia, nhất định không được vi phạm pháp luật quốc gia. Không được tổ chức những hoạt động mà chính phủ không cho phép. Đệ tử nhà Phật tuyệt đối không được nhiễu loạn xã hội. Lời sau cùng, Phật pháp và văn hóa truyền thống đều là giáo dục phổ quát về luân lý đạo đức nhân quả và trí huệ của thánh hiền nếu như có thể khéo nghe khéo tư duy khéo nói khéo hành thì như vậy mới là thiện học mới có thể hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ mới có thể giúp người lìa khổ được vui hy vọng mọi người có thể thiện học phật pháp và văn hóa truyền thống vì gia đình vì xã hội vì đất nước vì mọi người làm ra tấm gương tốt chân thật lợi mình lợi người tự độ độ tha có câu là tri ân báo ân đền ân đáp nghĩa hiếu kính là đại căn đại bổn của đạo lý làm người nếu mọi người đều phát dương Tinh thần hiếu kính Thì phong khí xã hội sẽ quay về Trở nên thuần hậu Cho nên sách luận ngữ có câu Cẩn thận lo tang lễ cha mẹ Thường tưởng nhớ tổ tiên xưa Nhưng chúng cảm đức mà theo về Ý nghĩa này vô cùng lớn lao Hôm nay Có mặt ở đây Có rất nhiều người Học tập văn hóa truyền thống cũng có người học phật cho nên tôi muốn ở nơi đây báo cáo với mọi người chủ đề như thế nào mới là khéo học phật pháp và văn hóa truyền thống đối với việc học phật mà nói đầu tiên phải hiểu thế nào gọi là phật phật là dịch âm từ tiếng phạn thời xưa của ấn độ ý nghĩa là bậc trí huệ bậc giác ngộ cho nên học phật chính là học làm người có trí huệ làm người giác ngộ nói một cách đơn giản chính là phải làm một người minh bạch đối với việc học tập văn hóa truyền thống Sách đại học nói Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức Tại Thân Dân Tại Chỉ Ư Chí Thiện Phải học làm Đại Nhân Cũng chính là phải học làm Thánh Hiền Quân Tử Trước tiên phải làm sáng rõ Tánh đức quang minh vốn có của chính mình sau đó mới có thể yêu thương nhân dân khiến người dân cũng có thể minh minh đức sau cùng mới có thể đạt được cảnh giới chí thiện viên mãn vì thế mục đích của việc học tập văn hóa truyền thống cũng chính là phải làm một người thấu suốt làm thế nào trở thành một người thấu suốt tổ sư đại đức thời xưa thường hỏi một câu bạn hiểu không nếu như bạn hiểu thì bạn là người thấu suốt nếu như bạn không hiểu thì bạn là người hồ đồ vậy như thế nào mới được xem là hiểu đó chính là phải khéo học học tập phật pháp phải khéo học học tập văn hóa truyền thống cũng phải khéo học có thể khéo học thì bạn mới có thể đạt được lợi ích chân thật của phật pháp và văn hóa truyền thống có được một đời sống hạnh phúc mỹ mãn vui vẻ nếu như không khéo học cho dù phật pháp và văn hóa truyền thống tốt đến đâu thì có thể là bạn càng học càng có vấn đề càng học thì lỗi càng nhiều càng học càng đau khổ điều này ví như thuốc hay vậy nếu như biết cách uống thuốc chính xác thì bệnh của bạn rất nhanh sẽ được chữa khỏi còn không nếu như dùng cách uống thuốc sai thì bệnh của bạn có thể sẽ càng ngày càng nặng hơn cho nên vấn đề không phải ở tại thuốc mà là ở chính bản thân bạn có biết khéo dùng hay không cũng như vậy những người học phật và học văn hóa truyền thống trở nên có vấn đề mấu chốt không phải ở phật pháp và văn hóa truyền thống mà là do chính bản thân các bạn không khéo học bạn đã học sai rồi học lơ rồi như thế nào mới có thể khéo học điều này bao gồm khéo nghe khéo tư duy sử dụng ngôn ngữ khéo léo và khéo thực hành làm được những điều này thì gọi là khéo học trên kinh phật chúng ta có thể nhìn thấy mỗi lần có người thỉnh pháp phật trước khi chính thức giảng pháp trước tiên dặn dò thính chúng phải đế thính thiện tư niệm chi câu nói này chia làm ba phật là đế thính thiện tư và niệm chi ba phần này thêm vào một chi tiết nhỏ nữa chính là khéo nghe khéo tư duy khéo dùng ngôn ngữ và khéo thực hành làm được những điều này rồi thì gọi là khéo học đế thính chính là khéo lắng nghe dụng tâm chú ý lắng nghe lãnh hội chính xác lời của phật nói điều này giống với câu khổng tử nói quân tử có chín điều suy nghĩ trong đó có một điều chính là thính tư thông có nghĩa là phải nghe lời nói một cách rõ ràng phải nghe hiểu hàm nghĩa của lời nói nếu như nghe thiếu sót hoặc là hiểu sai đi ý nghĩa lý giải sai lầm thì gọi là y kinh giải nghĩa tam thế phật oan như thế thì sẽ rất phiệt phức sẽ tạo ra hiểu lầm sai lệch rồi trong tứ y pháp mà phật dạy có câu y nghĩa mức y ngữ điều quan trọng nhất của việc nghe pháp là phải lý giải một cách chính xác ý nghĩa ở bên trong chứ không phải chấp trước vào ngôn ngữ văn tự khéo tư duy chính là như lý mà tư duy Lãnh ngộ được đạo lý mà Phật nói đây cũng là chánh tư duy trong bát chánh đạo nhà nho cũng vô cùng nhấn mạnh là người đi học phải thận tư minh biện đối với lý luận sự thật cùng nhân quả trong phật pháp và văn hóa truyền thống đều phải dùng lý trí để phân biệt rõ ràng thí dụ như phải phân biệt rõ vấn đề giữa khế lý và khế cơ kinh mà phật nói là nói cho các chúng sanh có căn tánh không như nhau đối với chúng sanh căn tánh này thì nói như thế này đối với chúng sanh có căn tánh kia thì nói thế kia không thể lẫn lộn vào nhau được căn tánh của chúng sanh muôn vàn sai khác cho nên pháp môn của phật cũng có các loại khác nhau nếu có thể phân biệt rõ sự khác biệt về giáo lý giữa các pháp môn khác nhau đồng thời có thể phân biệt rõ các pháp môn này dành cho những căng tánh không như nhau thì chúng ta mới không đến nỗi lẫn lộn niệm chi chính là tu hành điều này bao gồm là thiện ngôn và thiện hành phải đem những đạo lý mà phật dạy thời thời khắc khắc ghi nhớ ở trong tâm đồng thời thể hiện ra trong ngôn ngữ và hành vi phải sửa đổi cho đúng đắn những phiền não tộc khí của chính mình mình phải làm đúng rồi mới chuyển hóa người được chứ sau khi đã hiểu rõ phương pháp chính xác tiếp theo trong bốn phần thiện thính, thiện tư, thiện ngôn và thiện hành. Chúng tôi xin nêu ra một số trường hợp được xem là không khéo học. Chỉ ít cũng tránh rơi vào những tình huống như thế này thì mới có thể gọi là khéo học. Phải hiểu rõ tật xấu của chúng ta ở chỗ nào thì mới có thể thay đổi mới dễ dàng mà tiến bộ bất thiện thính chính là có một số người nghe lời chỉ nghe có một nửa sau đó rồi cắt câu lấy nghĩa không thể lý giải ý nghĩa của điều được nói một cách hoàn chỉnh và chính xác gây ra hiểu lầm thậm chí tạo thành hành vi sai lệch thí dụ như có người vừa mới nghe là phải buông bỏ vạn duyên thì liền đem toàn bộ tài sản trong nhà đi bố thí hết khiến cho cuộc sống của chính mình và người nhà không còn chỗ dựa tạo thành một vấn đề của gia đình thậm chí còn diễn biến thành vấn đề của xã hội trên thực tế trong lúc giảng kinh chúng tôi đã nói qua nhiều lần buông xuống là buông xuống ở trong tâm còn trên mặt sự thì phải chiếu theo pháp thế gian mà làm chứ không phải bảo các bạn là không cần làm gì cả đây là hiểu lầm rất lớn phật pháp ở thế gian bất hoại thế gian pháp vì thế về mặt sự thì không thể buông xuống hết thảy những trách nhiệm và nghĩa vụ trong thế gian chúng ta phải chăm chỉ làm cho thật tốt nhưng trong tâm thì nhất định không thể nhiễm trước tâm phải thanh tịnh không nhiễm mấy bụi như vậy mới đúng ấn quan đại sư ngài khai thị cho các đồng học tịnh tông phải tận hết trách nhiệm bổn phận ngăn ngừa điều quấy giữ lòng thành kính, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì thế pháp và phật pháp mới viên dung mọi mặt, mới phù hợp với tinh thần trung đạo của phật pháp đại thừa. Còn như chúng tôi tán thán lão hòa thượng hải hiện, lão hòa thượng không biết chữ, cả đời một bộ kinh cũng chưa từng đọc qua, chưa từng nghe qua một bộ kinh, chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu Niệm 92 năm Làm ra tấm gương tốt Cho các đệ tử trong nhà Phật xem Khiến mọi người tăng trưởng tính tâm Kiên định nguyện tâm Giáng sanh tịnh độ giống như Ngài Có một số người nghe lời này Thì cắt câu lấy nghĩa Học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền Không biết chữ Không đọc kinh Không nghe kinh Còn phê bình người đọc kinh nghe kinh là không đúng đây chính là không thiện thính không nghe hiểu được ý nghĩa của người giảng kinh điều cần học thì không học được ngược lại còn sanh ra kiến giải sai lầm vô cùng đáng tiếc có một số người thì ngược lại nghe chúng tôi xưng tán kinh vô lượng thọ thù thắng như thế nào có thể khiến người sanh khởi tín nguyện hạnh kiên định. Xong rồi họ chấp trước kinh vô lượng thọ, cho rằng chỉ niệm A Di Đà Phật thôi thì không thể giảng sanh, nhất định phải đọc kinh vô lượng thọ mới có thể giảng sanh. Còn lôi kéo những lão Bồ Tát đang chuyên tâm niệm Phật về đọc kinh vô lượng thọ khiến tính tâm niệm phật của họ bị dao động phải vất giả khổ sở đi đọc kinh vô lượng thọ thì mới được đây quả thật là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác rồi trong lúc giảng kinh chúng tôi nhiều lần nói những người nào không đủ lòng tin thì phải đọc kinh nếu như bạn là người đã sanh khởi tính tâm rồi có thể không đọc kinh một câu phật hiệu niệm đến cùng là đủ rồi hiện tại họ lại làm ngược lại đem những người có lòng tin đối với kinh hiện tại đang chuyên tâm niệm phật kéo trở lại đi đọc kinh đây thật là điên đảo chúng sanh vốn có căng tánh không như nhau có người thích nghe kinh có người thích đọc kinh có người thích lại Phật Có người thích niệm Phật Không thể gộp chung lại làm một được Cổ Đức có nói Thà động nước ngàn sông Chứ không động tâm người tu đạo Nếu như bạn làm dao động Tính tâm của người chuyên tâm tu hành Thì tội này cực lớn rồi Nếu như những vị lớn tuổi này Không giảng sanh được thì món nợ này sẽ được ghi lại Để tính sổ với những người này Còn có người nghe là Công đức trợ niệm cho người rất lớn Liền khi người bệnh nặng ra Chỗ sáng trợ niệm ngày đêm không cho người bệnh thời gian An tĩnh để nghỉ ngơi Không có thời gian ngủ nghỉ Sẽ không có tinh thần tốt để niệm phật nếu bị mất ngủ trong thời gian dài tinh thần thậm chí sẽ bị vấn đề đây là thí dụ cho việc có lòng tốt mà lại làm hỏng việc có người nghe là lúc trợ niệm không thể xúc chạm đến người chết thậm chí đã cấm người nhà không phục vụ cho người bệnh nặng này không cho họ để người bệnh uống nước Không cho họ giúp người nhà Đại tiểu tiện Dân dân Đây cũng là Những hiểu lầm nghiêm trọng rồi Không cho xúc chạm Là chỉ sau khi Người bệnh tắt hơi Hiện tại Người bệnh vẫn chưa tắt hơi mà Vẫn có nhu cầu uống nước Đại tiểu tiện Chỉ vì bạn bắt đầu trợ niệm không cho họ giúp đỡ người bệnh rồi việc làm như vậy là ngược đãi bệnh nhân rồi những nhu cầu về mặt thân thể của họ không được đáp ứng càng sẽ khiến họ càng đau khổ khiến cho họ không thể chuyên tâm niệm phật rồi cho nên những người trợ niệm này đã vô tình chướng ngại họ rồi không phải là đang giúp họ có người nghe tôi nói là tôi cả đời này không nhận đồ đệ những người có pháp danh là chữ ngộ đều là do hàng quán trưởng thâu nhận họ liền nói những người có pháp danh là chữ ngộ này không phải là người xuất gia đây là cố ý bẻ công sự thật ý của tôi là Tôi không muốn thâu nhận đồ đệ mà thuận theo ý của hàng quán trưởng mới thế độ cho họ. Họ đều trải qua nghi thức thế độ chính thức. Cũng chính thức thọ Tam đàn đại giới. Sao bạn lại có thể nói họ không phải là người xuất gia chứ? Nói như vậy là tạo khẩu nghiệp rồi. Những kiến giải sai lầm phía trên Luôn luôn là vì bạn đã không thiện thính Đã không lý giải chính xác Ý nghĩa của người giảng kinh Hoặc là nghe kinh không đủ Chỉ nghe một phần rồi Phiến diện khái quát Mà ra Bất thiện tư Có người từng hỏi tôi một câu nếu như hết thảy đều là không vì sao lại còn cần học văn hóa truyền thống chứ tôi hỏi ngược lại họ một câu nếu hết thảy đều là không thì vì sao bạn vẫn cần phải ăn cơm đây chính là cái lỗi điển hình của việc chấp lý bỏ sự chấp trước vào lý luận rồi phủ định sự tướng hết thảy đều là không đây là cảnh giới chân đế là cảnh giới của thánh nhân hiện tại bạn vẫn là phàm phu vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó thì làm sao có thể phủ định sự tướng được chứ bạn chỉ biết một chút lý luận thì không có ích gì rồi bạn không ăn cơm thì vẫn đói bụng Bạn không học văn hóa truyền thống Thì vẫn không hiểu sự lý Là ngu si hồ đồ rồi Con người nghe tôi nói Ba nền tảng rất quan trọng Liền lập tức bắt đầu học ba nền tảng này Ngày hôm sau nghe nói Văn tự học cũng rất quan trọng Họ liền chuyển sang học văn tự học Rồi lại nghe nói quần thư trị yếu rất quan trọng liền chuyển sang học quần thư trị yếu một môn vẫn chưa học tốt thì đã chuyển sang học môn kế tiếp đây là kiến giải sai lầm mỗi một người phải lựa chọn một môn phù hợp với mình trường thời huân tu không thể cứ thay đổi như vậy đương nhiên nếu như bạn học có thứ tự thì học ba nền tảng cho vững đi rồi hãy học văn tự học Học văn tự học xong rồi Mới học vượt thư trị yếu Như vậy mới đúng Cho nên Phải phân biệt rõ đạo lý Tư duy chính xác Thì mới tu học chính xác được Cảm ứng với Phật Bồ Tát Là có thật Thần thông cũng là có thật Nhưng người học phật không thể chấp trước vào cảm ứng và thần thông hãy chấp trước thì sai rồi là lệch lạc rồi nếu như có người luôn bàn về những điều huyền diệu về cảm ứng và thần thông của họ nhưng lời họ nói ra thậm chí còn trái ngược với giáo lý như vậy thì không thể tin được rồi ấn văn đại sư nói việc lên đồng đa số là do tác dụng của linh quỷ giả mạo danh nghĩa của phật bồ tát kỳ thật không phải là bồ tát việc nhập vào thân cũng như vậy thậm chí còn có ma quỷ đến nhập thân cho đến người học phật đối với họ phải cung kính nhưng không gần trong tứ y pháp có câu y pháp bất y nhân chúng ta học phật không thể mê bụi sùng bái một cá nhân nào Nhất định phải dùng lý trí Phải lấy giáo lý mà làm chuẩn Tôi đã từng nói Bản thân tôi là phàm phu Ngay cả sơ quả tu đà hòa Tôi cũng chưa đạt được Cho nên Không được mê muội sùng bái tôi Tôi cũng đã từng khen ngợi một số người Đó là vì họ Có chỗ đáng khen tôi chỉ tán thán phần ưu điểm đó của họ chứ không phải là ấn chứng cho họ tôi chưa từng ấn chứng cho người nào cho nên mọi người phải dùng lý trí mà đối đãi với những người tôi đã từng tán thán không thể cho là tất cả về họ đều là đúng nếu như họ luôn lợi dụng những lời tôi tán thán để nâng cao giá trị của chính mình vậy thì bạn phải hết sức cẩn thận có thể là họ đã quá xem trọng danh văn lợi dưỡng rồi người chân thật học phật người chân thật học văn hóa truyền thống đều rất khiêm tốn sao có thể luôn lợi dụng lời khen của người khác làm cái mát quảng cáo cho chính mình chứ từ đây có thể thấy những người như vậy là có vấn đề rồi